Mua Ác Liên Minh hoặc Liên Quân tại ActiveHay47.com. Chào mừng các bạn đến với bản tin Khi Cao Thủ Trên Có Gì Hot số 807. Hôm nay, chúng ta sẽ cập nhật một số kiến thức để có thể chơi được chế độ mới của Liên Minh nhé. Một trong số những cựu tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, Skaza, đã được Lioth mời thử nghiệm chế độ mới Liên Minh Huyền Thoại. Sau đó, anh đã làm một video giới thiệu cách chơi và những điều chỉ có ở chế độ mới này. Theo những chia sẻ của anh, ở phiên bản đầu sẽ chỉ có khoảng 50 cái tên được góp mặt ở đấu trường chân lý như Lucian, Gravett, Fioza, Vayne, Chitana và có lẽ sẽ tăng dần theo các bản cập nhật sau đó. Khác với Autocheck, đấu trường chân lý sẽ chia thành hai loại, đó là Origin, nguồn gốc và Class nghề, với các hiệu ứng đi kèm như sau. Có 13 loại nguồn gốc. Rồng, được kháng phép hoàn toàn nếu có một cặp hoặc nhiều hơn. Quỷ, đánh thường sẽ giúp trừ đi năng lượng của kẻ địch. Lưu đày, được bút khiên khi ở một mình trong góc và không tiếp xúc với đồng đội. Ninja, tăng sát thương nếu chỉ có một mình hoặc khi có mặt cả bốn tướng trên sân. Băng giá, đánh thường có tỷ lệ choáng đối thủ. Robot, không rõ búp gì. Quý tộc, tăng giáp và hồi máu. Đế quốc, chưa rõ búp gì. Cướp biển, được ngẫu nhiên vàng trong mỗi vòng. Bóng ma, nguyền rủa đối phương, trừ máu tối đa cho mục tiêu ngẫu nhiên. Hoang dã, búp thêm tốc độ đánh cho đồng minh. Hư không, tăng xuyên giáp. Người lùn, tăng tỷ lệ né tránh. Có 10 loại nghề. Sát thủ, tăng tỷ lệ chí mạng. Kiếm sư, có thêm tỷ lệ đánh thêm đòn đánh thường. Thú nhân, có khả năng biến hình. Kỵ sĩ, có khả năng chặn sát thương từ đòn đánh thường. Tay súng, chưa rõ kỹ năng. Hộ vệ, tăng giáp cho đồng minh ở gần đó. Nguyên tố sư, triệu hồi ra một con nguyên tố để tanh, chưa rõ hoạt động ra sao. Biệt kích, có tốc độ đánh cực kỳ nhanh. Pháp sư, gây sát thương phép cơ bản. Giao lơ, tăng máu tối đa cho các giao lơ khác. Hệ thống trang bị của đấu trường chân lý được đánh giá rất cao so với phiên bản gốc khi trang bị khá mạnh và bá đạo. Sẽ giúp người chơi khá nhiều thuận lợi khi chiến đấu, đặc biệt hơn khi bạn không cần phải nhớ công thức khi ghép trang bị giống nhau để nâng cấp. Hiện tại đang có 8 trang bị cơ bản mà đấu trường chân lý dành cho người dùng để có thể nâng cấp lên với trang bị cuối cùng, bao gồm kiếm BF sát thương và chí mạng, nước mắt nữ thần, hồi năng lượng, gậy quá khổ sát thương phép thuật, bụi ma thuật loại đặc biệt, đai khổng lồ máu, giáp lưới giáp, cung gỗ tốc đánh, áo choàng bạc kháng phép. Loại trang bị đặc biệt là bụi ma thuật cực kỳ quý hiếm, nhưng rất mạnh, có hai tác dụng sau đây. Cho phép đổi nghề của một tướng bất kỳ, đổi từ nghề này sang nghề khác để lấy bắp. Trang bị Fox of Nature, một trang bị cổ của Liên Minh đời đầu, cho phép người chơi không bị giới hạn số quân cờ đặt trên bàn. Hệ thống chuỗi thắng và chuỗi thua hoạt động khá tương tự bản Auto Check gốc, nhưng có thay đổi chút ít như sau. Mua kinh nghiệm sẽ chỉ tốn 4 vàng thay vì 5 vàng. Chuỗi thắng hoặc thua sẽ diễn ra ngay lập tức thay vì phải đợi vòng mới bắt đầu. Tính năng mới, vòng quay ngựa gỗ. Tính năng này sẽ xuất hiện một vòng quay ngựa gỗ ở phần khu đất trống ở giữa bản đồ, được đặt map giống với Dota Auto Check. Vòng quay này sẽ có các tính năng khá thú vị như thời gian diễn ra các mốc sự kiện, mỗi 5 vòng đấu lại có một vòng quay. Tất cả người chơi sẽ tụ họp về vùng đất ở giữa để tham gia vòng quay khi sự kiện bắt đầu. Trên vòng quay sẽ có 8 tướng ngẫu nhiên kèm theo trang bị ngẫu nhiên, xoay vòng nhanh tới chậm dần. Toàn bộ người chơi sẽ bị khóa di chuyển, thời gian được thả chân sẽ tùy vào lượng máu người chơi đang có, tức là ít máu thả trước, nhiều máu sẽ được thả sau. Khi đã bỏ khóa di chuyển, bạn sẽ được chọn một tướng của mình để cho lên vòng quay và đổi một tướng đang ở trên vòng quay đó. Bạn phải chọn rất nhanh vì những người khác sẽ được thả rất nhanh, cách nhau chỉ khoảng 0.51 giây. Có thể nói đây là một tính năng sẽ giúp những người chơi đang yếu thế có thể comeback lại game và lật kèo dễ hơn trước. Người chơi sẽ trực tiếp được trải nghiệm đấu trường chân lý ở phiên bản 9.13 sắp tới đây. Right there. Yeah. Oh, the cap.
I had a cap, and then I put on the mask. Everything fell. So I had no choice but to go back. Really? Ah! Well, that's pretty good. I thought I was wondering if David just flashed up. How did you order that? Oh, does she get up there? Why is Puppy just laning mid though? I'm gonna kill a turret before I get there. Wow, he actually killed us? This Q wins the game, dude. Wait, why are you... What is MF? What the... Oh my god. Boom! Got him!